TaylorMade M4 được ra mắt vào năm 2018 và được phát triển như một phần của dòng sản phẩm M-Series của TaylorMade. Năm 2018, TaylorMade cũng ra mắt M3, một phiên bản nâng cấp với nhiều tính năng và công nghệ tương tự như M4. Cả hai phiên bản đều đạt được thành công đáng kể và trở thành lựa chọn hàng đầu của nhiều golfer. TaylorMade M4 hướng đến đối tượng golfer mới tập chơi và golfer trung bình, với công nghệ Speed Pocket và trọng điểm thấp. Gậy M4 tạo ra những cú đánh mạnh mẽ và tầm xa ấn tượng. Đồng thời, gậy cũng giúp người chơi duy trì sự kiểm soát và ổn định trong quá trình đánh bóng, mang lại sự tự tin và khả năng linh hoạt trên sân golf. Với màu sắc chủ đạo là đỏ đen thay vì xanh trắng như các phiên bản M2, M3, TaylorMade M4 có vẻ ngoài thu hút hơn các đàn anh tiền nhiệm. M4 được đánh giá có cảm giác chơi thoải mái và dễ dàng điều khiển. Golfer cảm nhận được sự ổn định và độ tin cậy khi sử dụng M4. M4 được cho là có độ chính xác tốt, giúp golfer đánh đường bóng chính xác hơn và kiểm soát tốt hướng bay của bóng. Mặc dù TaylorMade M4 có những ưu điểm nổi trội, nhưng cũng không thể tránh khỏi một số nhược điểm. Một trong những nhược điểm đáng chú ý là trọng lượng đầu gậy, khiến việc điều chỉnh cú đánh và tạo sự linh hoạt trong một số tình huống bóng trở nên khó khăn. Âm thanh khi tiếp bóng của M4 được đánh giá là chưa tốt, đặc biệt với những golfer có tốc độ đầu gậy thấp thì sự trải nghiệm càng tệ. Tổng kết lại, TaylorMade M4 là một gậy golf đáng chú ý với sự kết hợp hoàn hảo giữa công nghệ và hiệu quả trên sân golf. Tuy có nhược điểm nhất định, gậy M4 vẫn là một sự lựa chọn đáng xem xét.